Dạ vâng, xin chào các anh chị và các bạn, tên tôi là Phan Anh. Và bài học ngày hôm nay tôi sẽ nói về những nguyên tắc quan trọng của sale. Và bài học này tôi cũng nói trước cũng tương đối là dài, tôi có khá nhiều nguyên tắc và tôi sẽ chia nó làm hai phần trong hai video. Phần thứ nhất là những nguyên tắc cơ bản về sale, nó gồm những nguyên tắc như sau. Tôi sẽ nói các nguyên tắc và sau đó tôi sẽ giải thích, tôi sẽ lấy ví dụ và các anh chị cũng lại ghi ra xem là mình đã làm đúng những nguyên tắc gì và mình chưa làm đúng nguyên tắc gì, được không ạ? Vâng, chúng ta bắt đầu nhé. Nguyên tắc thứ nhất tôi cho rằng là khách hàng ở đâu, sale phải ở đó. Tức là sao? Nguyên tắc này tôi muốn mọi người hiểu rằng là mọi người phải xác định được cái khách hàng mục tiêu của mình, họ đang ở những đâu, đấy, họ ăn ở đâu, họ chơi ở đâu, họ làm việc ở đâu, đúng không? Họ sống ở đâu, đấy, online như thế nào, offline như thế nào. Thì nguyên tắc này là để chúng ta luôn luôn xuất hiện quảng cáo và xuất hiện là bán hàng tại những chỗ đó. Đó, chúng ta hình dung ra chưa? Vâng. Nguyên tắc thứ hai đấy là cái nguyên tắc là khách hàng là thượng đế hỏi chấm, hay là khách hàng là bạn bè, người thân, anh em hỏi chấm. Ở đây nó chia ra hai cái trường phái. Ngày xưa người ta nói là khách hàng là thượng đế. Bây giờ khách hàng có còn là thượng đế hay không? Xin thưa, vẫn là khách hàng là thượng đế. Nhưng khi nếu như các bạn đưa ra quan điểm khách hàng là thượng đế thì họ là thượng đế, họ sẽ có quyền lựa chọn. Họ sẽ lựa chọn chỗ này, lựa chọn chỗ khác, lựa chọn chỗ khác. Nhưng chúng ta xem khách hàng như bạn bè, như người thân, như anh em, thì chúng ta phải đối xử với khách hàng thân thiết hơn nữa, đúng không ạ? Ví dụ như thế này, nếu như họ đã là anh em, mình có bán đắt một chút xíu, người ta cũng sushi cho mình, đúng không ạ? Mình khai trương, người ta sẽ đến ủng hộ mình. Còn họ là thượng đế, họ sẽ không đến, đúng không ạ? Họ bận rộn, mình có làm chất lượng nó hơi kém đi một chút, người ta cũng sẽ góp ý cho mình. Em ơi, cái này là như thế là chưa được đâu. Chứ còn họ là thượng đế thì họ sẽ bù lu bù loa lên, có đúng không ạ? Thế thì đây là một cái bài học mà có lẽ là chúng ta cũng thấy rằng nó rất là mới. Và hiện nay rất nhiều những cái đơn vị kinh doanh lớn, người ta chuyển hướng coi khách hàng là người thân, coi khách hàng là anh em bằng hữu. Từ đó là gì? Người ta sẽ thay đổi cái chiến lược tiếp xúc và chăm sóc khách hàng sau bán. Tôi lấy thí dụ như này, chẳng hạn như là gia đình nhà khách hàng có chuyện, đúng không ạ? Thì cái người bán hàng người ta phải có mặt, đấy, người ta phải thấu hiểu, người ta phải giúp đỡ công việc trong gia đình. Đó, thế rồi ngày Tết không phải là mình cứ mua chai rượu mình biếu là xong. Đấy, nếu như bạn biếu là biếu cho thượng đế. Thế nhưng mà nếu mà bạn biếu cho anh em người thân, đúng không ạ? Mình có thể là gì ạ? Kho từng cái niêu cá ngon một, tự tay mình kho rồi cho quân của mình mang đến, đúng không ạ? Thì rất là ngon lành. Hay là hãy nghiên cứu những cái sở thích của khách hàng và hãy tặng cho họ cái thứ họ thích. Ở đây thì lúc đấy nó mới là cái tình cảm anh em, nó không câu nệ nữa, đúng không ạ? Nó thân thiết. Trước đây chúng ta thường hay là đi biếu xén các sếp của mình, nhưng bây giờ hãy biếu xén chính các khách hàng quan trọng của mình, đúng không ạ? Vâng, và theo cái tư cách là nâng họ lên thành người thân, anh em. Sinh nhật con họ chúng ta có mặt, thậm chí chúng ta phải tổ chức sinh nhật cho con của họ nếu như đấy là những khách hàng quan trọng của chúng ta. Đó, chứ không phải là sinh nhật con mình. Sinh nhật con mình hết sức bình thường, sinh nhật khách hàng hết sức bình thường, nhưng mà sinh nhật con khách hàng thì đấy mới là đẳng cấp của một cái người kinh ở sale. Đấy mới là bán hàng. Chúng ta bán cho một người nhưng thực ra là chúng ta đang bán cho 1.000 người. Thì chúng ta hãy lựa chọn những cái chiến lược, những cái cách thức để tiếp cận với khách hàng mục tiêu và những khách hàng quan trọng của chúng ta để chúng ta làm như vậy. Thậm chí đối với một khách hàng như vậy, chúng ta sẽ phải bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian ra thì mới biến họ thành người thân được, có đúng không ạ? Chúng ta lo lắng cho con cái của họ, lo lắng cho bố mẹ họ. Bố mẹ họ ốm, chúng ta có mặt quà cáp, đúng không ạ? Chúng ta hỏi thăm động viên, chúng ta tìm bác sĩ giỏi cho họ, vân vân và vân vân. Đấy, theo một cái cách chúng ta phải là người thân trong gia đình. Thì cái này thực sự là một cái ý mà tôi thấy rất là hay mà tôi học được, chứ tôi cũng không tự nghĩ ra. Trong cái quá trình tôi đi làm và tôi học hỏi những cái người kinh nghiệm sale, họ có những cái doanh thu rất khủng khiếp, bán hàng trăm tỷ một năm hay hàng nghìn tỷ một năm, những cái doanh thu của những công ty lớn, thì họ đều có những cái chiến lược bán hàng và chăm sóc khách hàng sau bán theo một cách là hãy coi khách hàng là người thân, bạn bè, anh em bằng hữu, chứ không chỉ đơn thuần là khách hàng là thượng đế. Đó là cái ý mà tôi nói, là cái nguyên tắc thứ hai là các bạn xem xét, đúng không ạ? Cái ý thứ ba, đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng là khách hàng chính là người nuôi sống chúng ta và là người trả lương cho chúng ta, giúp công ty chúng ta phát triển. Cho nên khách hàng luôn đúng, nếu sai thì xem lại điều thứ nhất, đúng không ạ? Với một cái tâm niệm như thế thì chúng ta hãy luôn làm cho khách hàng thỏa mãn 100% mức yêu cầu của họ, và nếu tốt hơn thì có thể làm thỏa mãn gấp nhiều lần cái giá trị kỳ vọng của họ. Đáng nhẽ tôi kỳ vọng chỉ được như thế này thôi, nhưng mà sao bạn làm tốt hơn như thế, đúng không ạ? Vượt xa sự kỳ vọng, họ vỡ òa. Đấy, thì người ta mua hàng bằng cảm xúc mà. Thế cho nên là lúc đấy là họ rất yêu thích cái người bán hàng là chúng ta, cũng rất yêu thích thương hiệu của chúng ta, được chưa ạ? Cái ý thứ tư tôi muốn động viên các bạn nguyên tắc này, đó chính là việc bán hàng sẽ chỉ bắt đầu khi khách hàng từ chối. Cái này nó giúp cho chúng ta là những người làm sale ấy, tránh bị đau tinh thần, tránh bị nản, tránh bị chán trong cái quá trình bán hàng. Chúng ta thường xuyên gặp những cái lời từ chối không nhanh, không vội, không tin tưởng, không có tiền, không có nhu cầu, không cần đâu, anh đang bận, vô vàn các lý do như vậy, đúng không ạ? Vậy hãy nhớ rằng việc bán hàng sẽ chỉ bắt đầu khi khách hàng từ chối. Đấy, thế thì họ càng nói ra những cái lắc đầu của họ thì mình sẽ biết cái gì là cái họ sẽ gật đầu, đúng không ạ? Ví dụ như người ta mặc cái áo này vào, người ta bảo là cái này anh thấy trông nó hơi già, thì sẽ có cái khác trẻ. Đấy, hay là cái này anh thấy là anh chưa có nhu cầu, thì hãy xem nhu cầu của anh là gì để chúng ta đưa ra các giải pháp. Được chưa ạ? Vâng. Cái nguyên tắc thứ 5 là tôi muốn chia sẻ, đấy là bán hàng bằng mối quan hệ bạn bè, tình thân thì tốt hơn rất nhiều. Đó là mối quan hệ mua bán. Vâng, thông thường sale với lại khách hàng thường đó chỉ là một mối quan hệ mua bán. Chúng ta không nâng nó lên thành mối quan hệ người thân theo cái ý trước tôi nói, đúng không? Vậy hãy nâng nó lên, hoặc là hãy sử dụng chính mối quan hệ bạn bè, tình thân để bán hàng, được chưa ạ? Vâng. Ý thứ 6, đúng không ạ? Truyền miệng vẫn là một phương thức kinh điển. Trong tiếng Anh người ta gọi là word of mouth, đúng không ạ? Truyền miệng là phương pháp marketing kinh điển. Khi người ta hài lòng về tôi, người ta sẽ giới thiệu cho bạn bè người ta đến, đúng không ạ? Khi người ta hài lòng về sản phẩm và dịch vụ, người ta sẽ giới thiệu cho khách hàng đến, cho bạn bè, người thân hoặc những người trên mạng xã hội. Và hiện nay thì cái truyền miệng trong cái thời đại số, internet, các bạn biết rồi, đúng không ạ? Tôi là một chuyên gia về online marketing, thì nó còn một cái công thức là công thức truyền miệng điện tử. Vâng, word of mouth. Truyền miệng điện tử tức là sao? Tức là người ta hài lòng người ta đưa lên Facebook, người ta không hài lòng người ta cũng đưa lên Facebook, đúng không ạ? Người ta kiện cáo người ta đưa lên báo chí. Đấy, ví dụ như là cái vụ của một cái thương hiệu siêu gần đây các bạn thấy đấy, thì người ta đưa lên trên báo chí và nó bùng nổ, nó như một đại dịch, và thương hiệu đã chính thức là đóng cửa. Một cái giá phải trả quá đắt cho một cái gọi là khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Đấy, cái word of mouth lúc này tôi không phải là tôi kể cho từng người nghe nói kiểu như là ở ra đây ta nói thầm cái này, cái có một cái việc nó như thế này như kia abc gì z, không, đưa lên Facebook, quay YouTube, đưa lên báo chí, chạy quảng cáo. Thì hãy nhớ word of mouth còn kinh khủng hơn. Trong một đêm có thể cả đất nước Việt Nam này, thậm chí cả thế giới sẽ biết đến câu chuyện đó. Đấy, cho nên chúng ta phải sáng tạo những cái phương thức word of mouth có lợi cho chính chúng ta. Người ta gọi là viral marketing đấy, đúng không ạ? Vâng. Thế nếu mà các bạn cần những cái thứ đó nữa, các bạn hãy tìm tôi, được chưa ạ? Tôi đang dạy về sale, nhưng mà nếu các bạn cần những cái giải pháp về online marketing, word of mouth, truyền thông điện tử, các bạn hãy tìm tôi. Tôi sẽ có những cái giải pháp khác cho các bạn, được chưa ạ? Vâng. Đấy, khách quen thì sẽ nuôi chúng ta và đem lại doanh số chúng ta. Thì cái nguyên tắc này tôi đã nói trong cái phần trước đó rồi. Và cái bài học trước đó tôi có nói về cái chuyện là chúng ta quá chú trọng đi tìm các khách hàng mới và quên mất cái khách hàng cũ của chúng ta, đúng không? Vâng. Rồi thì sao ạ? Khách hàng thì luôn có rất ít các lý do để mua hàng, nhưng có rất nhiều lý do để từ chối. Thì chúng ta cần phải hiểu cái điều này để chúng ta biết là những lý do gì khiến khách hàng từ chối. Vậy chúng ta sẽ tìm những cái lý do để khách hàng mua hàng, chúng ta chào. Đó, chúng ta phải tìm ra được cái gọi là inside customer, cái ẩn chứa bên trong, sâu thẳm trong suy nghĩ của khách hàng. Ví dụ người ta mua vì sợ hãi, Người ta mua vì sự an toàn, người ta mua vì sự sung sướng, hay người ta mua vì người ta thích bạn, đúng không ạ? Tôi đã có rất nhiều người nói với tôi rằng là tôi thích anh nên là tôi mới mua hàng của anh. Chứ còn thực ra tiếng Anh hay là du học ấy, hay là bảo hiểm ấy, ở tất cả mọi chỗ đầy người bán, đúng không ạ? Vậy bạn phải làm cho người ta thích mình. Đó. Thì những cái lý do để họ thích mình, những cái lý do để họ mua hàng, bạn hãy bổ sung nhiều hơn và hãy làm giảm những cái lý do để họ từ chối xuống, được chưa ạ? Thế rồi thì chúng ta phải đưa ra cái cam kết thật nhiều và làm nhiều hơn cam kết. Thì đây là một cái quan điểm mà tôi học được từ chính tập đoàn giáo dục mà tôi đã từng làm giám đốc kinh doanh của họ. Hiện nay thì tôi đang phụ trách mảng kinh doanh cho tập đoàn giáo dục, và có thể cái thời điểm mà các bạn đang xem video này thì tôi đã không còn làm việc ở đó nữa. Nhưng tôi thực sự thích quan điểm kinh doanh của phía tập đoàn, đó là cam kết nhiều và làm nhiều hơn cam kết. Thì nếu như mà các bạn đưa ra được cái hướng như thế này trong quá trình kinh doanh của mình, đối với sale và đối với hệ thống sale và đối với cả cái mảng bán lẻ của mình, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công, đúng không ạ? Vâng. Và một ý nữa, đúng không ạ? Đấy là gì ạ? Là chúng ta cần phải sống trong thế giới của khách hàng. Chúng ta phải suy nghĩ như khách hàng, chúng ta phải đặt địa vị mình vào khách hàng, chúng ta phải gì ạ? Nói bằng ngôn ngữ của khách hàng. Tôi lấy thí dụ, bây giờ ví dụ như là tôi bán hàng cho tuổi teen, tôi chạy quảng cáo, thuê Facebook, Google đấy, tôi vẫn làm cái dịch vụ đó cho khách hàng. Thì tôi phải viết quảng cáo bằng ngôn ngữ của tuổi teen, tôi sẽ phải sử dụng các cái internet slang, đúng không ạ? Thế rồi tôi viết quảng cáo cho đối tượng là người lớn tuổi thì ngôn từ của tôi cũng phải khác, đúng không ạ? Thế là tôi bán hàng cho ô tô nó cũng có rất nhiều loại, Morning 300-400 triệu, đúng không ạ? Mercedes 1-2 tỷ, Mercedes 4-5 tỷ, rồi Rolls Royce, rồi thì những cái dòng cao cấp hơn nữa, đúng không ạ? Thế thì cái tập khách hàng nó cũng sẽ rất là khác nhau. Thế thì với ý là gì ạ? Chúng ta phải hiểu khách hàng, thấu hiểu khách hàng và phải sống trong thế giới của khách hàng. Sống ở đây không phải là chúng ta sống ảo, mà là chúng ta cố gắng tìm hiểu cái lối sống của họ và chúng ta hãy thể hiện như họ. Họ sẽ dễ dàng chấp nhận chúng ta hơn, chứ không phải là chúng ta cố gắng sống ảo, chúng ta thể hiện đẳng cấp của chúng ta, bởi vì chúng ta không thể có đẳng cấp như họ để chúng ta thể hiện. Vì vậy, cái khái niệm sống trong thế giới khách hàng có nghĩa là cái khái niệm chúng ta hiểu họ, chúng ta nói chuyện bằng ngôn từ của họ, chúng ta thể hiện những cái quan điểm sống giống như họ, đúng không ạ? Thí dụ như là các anh mà tầm tuổi khoảng độ 40 mà giàu có một chút, là các anh rất là thích nói chuyện về chính trị. Đấy. Ví dụ như vụ việc này, vụ việc kia các anh rất là thích. Vậy mình là một sale thì mình phải học về những cái việc đó. Thế rồi anh ấy nói thì mình cũng tung hứng, đúng không ạ? Anh ơi, cái đấy hay quá, em mới chỉ nghe được đến đoạn này thôi mà anh đã có phân tích cho em những thứ hay như thế, đúng không ạ? Thì với một cái cách như vậy, bạn sẽ rất dễ đi sâu vào cái quá trình kinh doanh, cũng như là các bạn kết bạn với khách hàng, sống trong thế giới khách hàng. Hay là các bạn làm bán golf, đúng không ạ? Bán những cái sản phẩm về thể thao như là golf đấy. Bạn có thể không có tiền đi đánh golf, nhưng bạn phải biết chơi golf là như thế nào, các dòng gậy ra sao, các bộ trang phục như thế nào, đúng không ạ? Cái luật chơi như thế nào, rồi thì những cầu thủ, những cái golf thủ nào nổi tiếng, để mình nói chuyện với họ. Chứ bây giờ đến ngồi cứ đực mặt ra nói chuyện gì à? Đấy, ý của tôi là gì? Cái nguyên tắc sale ở đây chính là phải sống trong thế giới khách hàng, phải thấu hiểu họ, phải thể hiện giống họ. Look alike thì nhìn như thế sẽ rất là ok. Rồi ạ, thế thì cái phần thứ nhất của bài học là những nguyên tắc căn bản của sale. Tôi xin phép kết thúc ở đây để cho nó đỡ dài. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều.